Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về năm 1963 và tìm hiểu về một sự kiện quan trọng trong lịch sử Singapore, cuộc bạo loạn chủng tộc năm 1964 và sự chia cắt với Malaysia. Khám phá lịch sử xin được bắt đầu câu chuyện từ việc Singapore sáp nhập vào Malaysia. Năm 1963, Singapore sáp nhập với Malaysia chủ yếu vì lý do kinh tế và an ninh. Singapore thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên, việc sáp nhập được xem như một giải pháp cho sự tồn tại của quốc đảo này. Tuy nhiên, con đường sáp nhập không hề suôn sẻ. Ban đầu, Thủ tướng Malaysia Tunku Abdul Rahman đã từ chối đề nghị của Lý Quang Diệu. Ông lo ngại về ảnh hưởng của cộng sản ở Singapore và sự mất cân bằng dân số giữa người gốc Hoa ở Singapore và người Mã Lai ở Malaysia. Tuy nhiên, sau đó, Tung đã thay đổi quyết định. Một yếu tố quan trọng khiến Tung thay đổi ý định chính là sự trỗi dậy của nhà lãnh đạo chống cộng Ong Eng Guan. Chiến thắng của Ong Eng Guan khiến Malaysia lo ngại Singapore có thể trở thành căn cứ của cộng sản. Để cân bằng dân số, Malaysia đã sáp nhập thêm Sabah và Sarawak, hai vùng thuộc đảo Borneo. Việc sáp nhập diễn ra nhưng mâu thuẫn chính trị giữa hai đảng cầm quyền lại âm mỉ cháy. Đảng hành động nhân dân của Singapore do Lý Quang Diệu lãnh đạo theo đuổi chính sách bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể chủng tộc hay tôn giáo. Trong khi đó, tổ chức dân tộc Mã Lai thống nhất Umno của Malaysia do Tunku Abdul Rahman lãnh đạo lại ưu tiên cho người Mã Lai bản địa. Mặc dù đã có thỏa thuận không can thiệp vào chính trị nội bộ của nhau, nhưng Umno vẫn tham gia cuộc tổng tuyển cử ở Singapore năm 1963. Điều này đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai đảng. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi PAP tham gia cuộc bầu cử liên bang ở Malaysia năm 1964 và giành được một ghế. Umno coi đây là một sự sỉ nhục. Lý tưởng về một Malaysia Malaysia bình đẳng của Lý Quang Diệu càng khiến Umno thêm phần lo ngại. Umno đã phát động một chiến dịch tuyên truyền chống PAP trên báo chí và các cuộc biểu tình mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng sâu sắc. Đỉnh điểm của căng thẳng là cuộc bạo loạn chủng tộc năm 1964. Các bạn nghĩ sao về nguyên nhân của cuộc bạo loạn này? Có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Có người cho rằng do mâu thuẫn chính trị giữa PAP và UMNO, cũng có người cho rằng do sự kích động của các tờ rơi tuyên truyền. Cuộc bạo loạn bắt đầu từ một vụ xô sát nhỏ nhưng nhanh chóng lan rộng khắp Singapore. Hàng trăm người bị thương hàng chục người thiệt mạng. Lệnh giới nghiêm được ban bố để kiểm soát tình hình. Cuộc bạo loạn thứ hai nổ ra vào tháng 9 năm 1964 càng làm tình hình thêm trầm trọng. Căng thẳng giữa Singapore và Malaysia đã đến mức không thể cứu vãn. Kết quả là Singapore tách khỏi Malaysia và tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 8 năm 1965. Đây là một bước ngoặt lịch sử quan trọng đối với Singapore. Sau khi độc lập, Singapore đã xây dựng một xã hội đa chủng tộc, đa tôn giáo, đề cao sự hòa hợp và bình đẳng. Chính phủ Singapore đã rất nỗ lực để hàng gắn vết thương của quá khứ và xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện này? Bài học nào chúng ta có thể rút ra từ sự kiện lịch sử này? Khám phá lịch sử rất mong nhận được ý kiến chia sẻ từ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong những tập podcast tiếp theo